thì chị Nhã Nam Ca xin chào. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến bạn một chiếc sản phẩm, một chiếc laptop bình dân của hãng Acer, đó là chiếc Acer PU450CD PFO027D. Và đây là hộp của máy mà mình sẽ mở chiếc hộp này ra để chúng ta đi tìm hiểu. Cũng khá là chắc chắn nên rất là nhiều lớp để mình lấy được máy. Rất là nhỏ gọn. Một đĩa DVD để cài đặt và một số sách hướng dẫn. Tạm thời mình sẽ để các thiết bị điện học đây và chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái máy. Vâng, có một vẻ ngoài không quá là hào nhoáng nhưng mà sẽ là rất là tiện ích cho với những người là thích sự đơn giản. Chiếc máy của chúng ta thì mang một vẻ ngoài rất là cứng cáp, nhìn rất là cứng cáp và nam tính vì máy được làm từ vỏ nhựa cứng cáp với các vân nằm ngang như thế này, nhìn rất là nam tính. Kèm theo đó là các góc rất là vuông vức như thế này. Vâng, hiện tại chiếc máy trên tay của mình thì có khối lượng là 2 kg, cũng tương đối là nhẹ và được trang bị loại pin 6 sao và thời gian sử dụng từ 3 cho đến 4 giờ, nên bạn có thể yên tâm mang máy theo bên mình để làm việc và không sợ công việc của chúng ta bị gián đoạn. Tuy nhiên là máy của chúng ta thì khá dày các bạn ơi, có đầy đủ các cổng kết nối như bạn cần. Ở đây chúng ta có hai cổng USB 3.0 với tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần so với cổng 2.0, một cổng HDMI tiện ích giúp kết nối với các thiết bị ngoại vi. Đây là cổng mạng LAN, cổng kết nối máy chiếu trực tiếp. Chúng ta có một khe tản nhiệt ở đây, check cắm nguồn. Còn phía bên này máy, chúng ta có hai cổng USB 2.0, check cắm tai nghe. Và đây chính là ổ đĩa DVD. Máy là dày, tương đối dày nên là vẫn còn bố trí được ổ DVD của chúng ta. Hiện tại chiếc máy này thì được trang bị loa 2.0 công nghệ âm thanh Sonic Master, nên là khả năng quách đại âm thanh đến tai người dùng tốt, chất lượng cũng rất là, chất lượng âm thanh nghe cũng rất là thích. Đây chính là vị trí loa. Vâng, các bạn quan sát phía bên phải chiếu nghỉ của máy, ở đây chúng ta được trang bị một công nghệ bảo mật vân tay. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi dữ liệu của mình được bảo mật một cách tối đa. Bạn quan sát trên màn hình, đây chính là bàn phím của máy. Chiếc máy của chúng ta thì được trang bị bàn phím với độ nảy khá là tốt, đàn hồi tốt. Và các bạn nhìn bàn phím của chúng ta nhìn cũng rất là nam tính. Bố cục của bàn phím các bạn quan sát ở đây, chúng ta có một giờ nổi lên. Đây chính là bàn di chuột. Điều đặc biệt là chiếc máy này của chúng ta thì hai phím chuột này thì không được ẩn đi như các máy thông thường khác, vẫn là giữ lấy mẫu thiết kế cũ. Trên đây chính là màn hình của máy. Chiếc máy này thì được trang bị màn hình 14 inch với độ phân giải là chuẩn HD, nên chất lượng hình ảnh cũng âm thanh cũng rất là tốt. Các bạn có thể làm việc ở những nơi nhiều ánh sáng với góc nhìn khá là tốt nhỉ, rất là rộng. Trên này chúng ta có một camera phía trước, các bạn có thể thoải mái trò chuyện với bạn bè và người thân. Viền máy nhìn cũng rất là nam tính đúng không ạ? Vâng, chiếc máy của chúng ta thì được trang bị cấu hình
Intel Core i3. Lõi kép với tốc độ 2.0 GHz, thế hệ Ivy Bridge. Kèm theo đó là một RAM 4GB công nghệ DDR3 giúp tiết kiệm điện năng lên tới 30% so với DDR2 cũ. Một RAM 500GB giúp các bạn có một ổ cứng 500GB giúp các bạn có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu. Và cuối cùng, máy được trang bị thêm một cạc đồ họa rời 1GB Nvidia để xử lý hình ảnh tốt hơn. Nhìn các cạnh rất là vuông vức. Các bạn quan sát thêm một lần nữa về máy. Hiện tại với mức giá khoảng hơn 8 triệu đồng tại showroom của An Khang thì các bạn có thể hoàn toàn đủ nằm trong cái mức chi trả của mình, phù hợp với sinh viên và dân văn phòng. Trên đây là thông tin về sản phẩm, và để biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng truy cập vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.